Bây giờ mặt trời bắt đầu cũng đã không còn nắng nó xuống rồi đó nha. Mát, bắt đầu thấy nhiều, mình thấy rất là nhiều người bên ra đây người ta tắm rồi. Nhiều người ta bơi xa quá và cano phải chạy ra vô nhắc nhở, không có được bơi xa bờ quá. Đây là cái tấm cát mà mấy bé nãy vừa đào lên xong rồi lắp lại bỏ chạy rồi cả nhà. Ở đây có gà, mực, tôm ở dưới biển em lên rồi cả nhà, ốc hương rồi, ai cần là mua rồi. Giờ tới nấu nướng tại chỗ luôn. Đây cô gánh mực nướng nha, đem xuống dưới sát biển nha, người ta tắm xong lạnh và ăn tại chỗ luôn. À bạch tuộc, không phải là mực, bạch tuộc bự lắm nha. Ở đây có bãi cát rất là đẹp, mấy con dặm con, mấy con cầm con. Ê, đây cái nhà chưa bò đi nữa. Gió bụi. Có cái giọng xúc đu ngồi đây chụp hình hơi bị hay. Ở đây cần ăn kem là cũng có kem luôn. Có một anh đang xây nhà trên cát. Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Thì đây là những chiếc xe khách và những xe du lịch của người ta hôm nay đến. Thì các bạn đi tham dự cái lễ nước Vinh Côn cả nhà. Thì ở phía trước là cái lễ là chỗ Vinh Côn, nhưng mà ở phía dưới này là có một cái chỗ để xuống đi tắm rồi cả nhà. Đó, người ta mà đi tham quan dự lễ Vinh Côn xong người ta xuống đây, người ta mướn dù, mướn ghế ngồi tắm, giờ có thức ăn tại chỗ, đồ ăn biển và những người bán hàng rong đó nha. Mà sáng này thì biển nó sóng mạnh lắm, nhưng mà giờ này thấy là nó nhẹ hơn ngày sáng. Ba giờ chiều thấy người tắm cũng ít thôi. Bãi tắm Vinh Côn đây, dưới đây là một bãi cát
sóng mà chưa đánh vô thì cái chỗ này nó khô, nó mịn, gió thổi là nó bay bụi dữ lắm nha. Còn chỗ này là có sóng đánh lên đi chỗ này thì nó đỡ bụi hơn. À, bà con người ta đi tắm biển, người ta đi dự lễ hội Dương Tô xong người ta đi tắm biển luôn. Xa xa có nhiều chiếc xuồng nữa nè, chiếc xuồng đi đánh bắt cá, những chiếc ghe đánh bắt cá. Đây là Dinh Cô, từ Dinh Cô tới Mộ Cô cũng có khoảng chừng cây số cả nha. Sóng đánh là mấy cái vỏ sò, mấy vỏ ốc rồi nó bay vô, nó tạt từ bờ. Đi trên không dậm lên là không cẩn thận là chảy máu chân luôn. Đây là khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Cô ở Long Hải. Ở đây bãi biển này nhìn còn sạch, mình không có thấy rác mấy, thỉnh thoảng một hai cái bịch thôi. Với lại đằng xa xa cái nhà đó mình thấy có cái mấy bao rác, chắc là mấy người người ta dọn vệ sinh, người ta đi dọn vệ sinh ở vòng vòng bãi biển này. Ở đây vẫn có thuyền cano người ta đi vòng vòng, phía trước là chiếc thuyền cano chạy vòng vòng để mà chúng ta kiểm tra coi ai bơi xa bờ quá thì người ta nhắc nhở cho bà con người ta bơi vô bờ tí. Nhưng buổi chiều thì sóng nó không có mạnh như buổi trưa nhưng mà an toàn. Với lại cái gần bờ nó có cái hành lang của bờ, đường lưới đó nha, cái đường lưới đó là không cho cấm vượt qua khỏi cái đường lưới đó. À, trước mặt cả nhà là có rất là nhiều chiếc ghe đánh bắt cá người ta neo đậu đó. Ở đó còn thấy bờ, còn quay qua bên hướng này là không còn thấy cái gì luôn đó nha, thấy toàn là biển, xung quanh bốn bên là biển không. Quay hướng này thì mới bị chói ánh sáng. Đó, này thì còn có đúng hướng ánh sáng, còn có nhìn thấy mặt trời. Quay ngược lại nhìn thấy tối lắm. Buổi tối hôm nay chương trình ca nhạc tại trước cái Dinh Cô nữa là xong rồi. Những cái dù này khi mà khách đến đông thì người ta ở đây sẽ mở bung lên, rồi người ta xếp bàn ghế lại để cho mấy du khách đến thuê vừa tắm vừa ngồi nghỉ. Nhưng mà hôm nay thì khách cũng vắng, người ta đến người ta dự lễ dước của Dung Cô xong người ta về, số khách ở lại tắm cả nha. Cao bắt ấp ba có ấp có hết gì dưới không? Còn dưới nè. Con quê ở đâu? Ở đây mình quê ở đây hay là ở xa tới? Không, con ở ở xa tới. Tỉnh nào con? Ở Đồng Xoài chú. Ngay Đồng Xoài luôn hay là đi? Đồng Xoài.
Rồi con biết ở Bù Nho không? Dạ, dạ con nghe mà con cũng đi. Con ở Đồng Xoài mà con không biết Bù Nho hả? Người ở Đồng Xoài mà không biết Bù Nho? Không, con lên ở rồi, còn quê con ở An Giang. À, An Giang huyện nào? Dạ, Chi Tôn, An Giang. Huyện Chi Tôn là đặc sản là thốt nốt. Dạ. Có chùa Tà Bạ với lại cái con đường Tân Tầm đúng không? Hồ Tà Bạ. Chùa Tà Bạ kế đó luôn. Dạ đúng rồi. Nếu có con đường mà đẹp nhất, con đường TikTok ta hay đăng lên á. Thì hôm nay mà sao con đi tới đây lâu chưa? Lên đây hả? À, con đi tắm biển nè, bữa nay nè. Dạ con mới tới rồi. À. Là mình đi tắm biển hay là mình đi dự cái lễ hội, tham gia cái lễ hội dưới chân cô? À. Là xuất phát từ đâu? Từ đường, con lên Đồng Xoài hả? Từ Đồng Xoài đi đây hả? Dạ đúng rồi. Về trong đêm luôn hả sao? Dạ tối về. Tối về luôn. Dạ. Ừ. Ở dưới đó, có chỗ nào du lịch không? Thành đâu dưới đó chỉ có đi chùa thôi đúng không? Dạ. Đồng Xoài gần đó. Đồng Xoài có mấy ngôi chùa lớn. À. Ở dưới An Giang mình có cái điểm nào du lịch không? Dạ có, nhưng mà lâu lâu Tết mới về một lần. Ừ. Con lên đây đi làm rồi hả? Dạ đúng. Ở dưới có cái gì à? Đu bò đó. Dạ đúng rồi. Đua thuyền hả? À. Sao làm đây? Ở dưới đây là cát mịn nè. Ở đây thì nãy thấy sóng ít nha, không có nhiều nha, nhưng mà nãy đằng kia là biển Phúc mà ở làng chài Long Hải á, nó sóng đánh mạnh dữ dội lắm đó nha. Ở đây có nhiều cái dù, nhiều chiếc ghế để cho ta chơi, không có nhiều người tắm á. Nhiều gia đình người ta cũng đến đây người ta ăn uống nữa nha. Người ta đi dự cái lễ hội dinh cô xong rồi người ta ra đây. Ta mướn ghế, ngồi mướn dù ngồi nghỉ mát là ta tắm biển luôn. Ở đây thì sống ít hơn. Như ở đây này không có con sứa. Hồi nãy đằng kia có con sứa cả nhà. Đi chân khăm là nguy hiểm. Mai là mình đi dép. Nè nó tối nè là câu đèn. Ở đây có một cái này để dành người ta ghé gác lên là canh coi có ai tắm biển nguy hiểm không. Giờ này 1 giờ tắm là nắng lột da luôn. Về là bị mấy đứa bé tắm xong về say nắng luôn, không phải giỡn. Hồi xưa lâu lắm cả nha, khoảng mấy chục năm trước, hồi nhỏ mình có từng tắm biển á. Lúc tắm thì hàng hái sao, xem mà hàng sai lắm. Xong rồi đi về rồi nó lột. 2-3 ngày sau nó lột da, nằm ngủ á, khóc lên khóc xuống luôn. Nó nóng lắm cả nha. Vì vậy phải cho kem chống nắng rồi mới được. Đây ta có bán đồ biển, muốn ăn uống tại chỗ. Mua đồ biển tại làm tại chỗ luôn. Ở trong
Nhờ là mấy cái dù cá trắng làm kiểu như là như cái chỗ mà nghỉ mát đó. Cái quán cà phê chòi nhưng mà đây làm một cái dù. Xa xa là ghe thì quá trời luôn. Mấy cái ghe thuyền nằm cặp bờ rồi, có cái cano với áo phao để chạy nào mà bơi như thế quá là chạy cano ra. Người ta có làm cái đây qua đó chừng 5 mét, xa vào 5 mét. Rồi giờ mà tắm là mệt lắm, xỉu luôn. Sống mấy đóng vô mấy cái ốc ốc với sồi, mấy giờ ốc với sò cho giặt vô theo. Đấy, cây cá. Cái nhà lầu hả con? Cái nhà lầu hả? Dạ chơi lâu chưa? Trời ơi, ở Trần vậy đó, không có tha kem. Có tha kem, có tha gì không? Về đặt mắt chết. Trời ơi, trời là con nóng sao biết. Tham gia, sáng được tham gia cái lễ hội không? Không có xem à? Chơi đi nha. Lễ hội thì sáng sớm nên đông vui, rồi xong lễ hội rồi giờ mọi người cũng về, còn một tối ở lại là ta đang ngồi nghỉ mát đây, rồi ra đây tắm tắm biển. Đó, trong cái dù, đứng trong cái dù nha, đứng cái dù đây mấy cái có dây buộc lại nó bị lại đó, nó bay ổn không. Mấy người chú lớn tuổi cũng tắm, không phải trẻ em không, mấy chú lớn tuổi cũng tắm, tắm đánh mạnh vô cái trong này luôn. Bé còn nhỏ mà đi chơi xa ba la chiều lại. Mát giờ này trời còn nắng nhưng mà cũng đã mát hay, tại vì bây giờ là chiều á, 4:40 gần 5 giờ rồi, nên bắt đầu mọi người ra xuống này là tắm tắm giờ này thì nó mát thôi. Mà hôm qua nó nóng như buổi trưa nóng là tắm dễ bị lọc da luôn nha. Ở đây thấy cũng mấy chục người luôn. Ở chỗ này tắm ở đây nó thấp đó, nó có cái bãi cát nó bồi lên tắm đây cũng đỡ sợ.
Còn những người biết bơi thì ra xa xa được, còn không biết bơi thì tắm đây. Nó có sóng có đánh vô nữa thì cũng còn có bờ cát nó dựng lại. Vậy có mấy đứa bé nhỏ đang tắm này. Bây giờ thì sóng nó cũng nhẹ bớt rồi, càng ngày càng nhẹ bớt rồi. Mê, mấy đứa bé là mê nhất cả nhà. Ở đây nhìn xa thì xa thấy có nhà cửa, nhưng mà bên đó là chắc là biết đó là đi đâu, còn đây là biển nè. Đây biển này hướng về giờ không thấy gì luôn, thấy nước không, còn hướng bên là phải là cả nè, ở chỗ đó còn thấy có những cái đồi núi đất liền. Xây là ba ngọn núi. Sợ lắm thay khi bên em anh đâu dám chờ. Người đã lâu anh.